mọi người, hôm nay Jim sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình chuẩn bị một bữa tối kiểu Nhật với sashimi và sushi. Mình cắt sashimi như thế nào và mình cuộn sushi roll như thế nào ha. Thông thường thì tại nhà hàng Nhật á, thì một cái chef sushi người ta sẽ cần cái kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm để mà người ta có thể đủ cái sự quen tay nè, rồi kinh nghiệm để làm được 10 cuộn sushi như một. Nhưng mà mình làm tại nhà thì dĩ nhiên là nó không có được đều nhau, cũng như là sẽ có những lúc mình rất là fail. Nhưng mà who care, đúng không? Tại vì cái này là home cooking mà, miễn sao mình có cố gắng và mình có chăm chút cho cái món ăn của mình là được rồi. Mình nghĩ là những người trong gia đình hay là bạn bè khi mà thưởng thức thì họ cũng sẽ rất là appreciate, rất là đánh giá cao cái sự cố gắng của các bạn. Thì hôm nay Trang sẽ chỉ cho mọi người cách để mình làm cái sushi roll. Nó có một cái sự nói chung là tương đối là ok, nhìn được đẹp mắt mà mình không có cần phải có cái sự hỗ trợ của cái hộp sushi box hay là cái chiếu để mà cuộn á. Mình không có thì vẫn không sao, mình vẫn làm được ha. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình phải chuẩn bị sẵn cái dĩa trang trí cho sashimi bằng một ít củ cải trắng bào và lá nori. Tùy các bạn có thể trang trí nhiều kiểu khác nhau, đây là cái kiểu cơ bản mà Trang hay làm. Đây là cách mà các bạn để cái sớ cá hồi để mà mình cắt ăn sashimi. Thì cái con dao của mình sẽ để thẳng vuông góc với cá hồi và mình cắt thẳng xuống nha các bạn. Lưu ý là ăn sashimi, ăn sống á, thì mình chỉ cắt thẳng xuống chứ mình không đưa dao nghiêng. Dao nghiêng là khi nào mình làm cái sushi á, mình mới để dao nghiêng. Còn cái này mình ăn sashimi, mình sẽ cắt thẳng xuống nha. Đó. Rồi, sau đó mình chỉ cần đưa ra dĩa thôi, mình sẽ ăn như thế này luôn. Cái này mình gọi là sashimi. Cắt dao mình lưu ý là mình đừng có cưa qua cưa lại nhiều quá nha các bạn. Mình chỉ đi một đường xuống và phải con dao phải thật là bén nè. Dao muốn bén là mình phải mài nha các bạn, chứ không phải là mình mua một con dao đắt tiền thì nó sẽ bén đâu. Đó, dĩa sashimi của mình như vậy là xong ha. Tương tự cho cá ngừ, các bạn cũng cắt thẳng xuống như vậy khi ăn sashimi. Trang cũng làm tương tự như vậy, mình có thể để thêm gừng ngâm chua nè và một ít wasabi để ăn kèm. Phần còn lại của cá hồi Trang sẽ cắt để làm sushi roll, là sushi cuộn á các bạn. Bơ mình sẽ bổ dọc ra. Khi mà mình cắt cái tròn này mà mình xoay cái tay mình một chút xíu rồi mình dở ra. Bơ phải thật tươi thật ngon khi mà mình làm sushi nha các bạn. Cho bơ ra ngoài và mình sẽ cắt dọc xuống. Độ mỏng vừa phải thôi, không cần phải quá mỏng đâu. Trang thì thích ăn như thế này để cho mình cảm nhận được cái vị bơ trong cái cuộn của mình. Hôm nay thì Trang sẽ kết hợp giữa cá hồi và bơ. Đây cũng là một sự kết hợp rất là phổ biến của người Nhật nha các bạn, vì hai cái nguyên liệu này nó béo như nhau. Rồi, một ít cải mầm nè. Tiếp theo là mình sẽ pha giấm để trộn cơm sushi. Đây là một muỗng rưỡi canh giấm gạo, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê đường. Rồi trộn cho thiệt là đều, cho đường và muối nó tan đều trong giấm nha các bạn. Cơm mình vừa mới lấy trong nồi ra phải còn cái độ nóng nha các bạn. Cơm nóng chứ không làm bằng cơm nguội ha. Cơm nóng mình sẽ bỏ cái nước sushi
nước giấm này vào và mình trộn lên thì mình sẽ được là cơm sushi. Trong cái lúc mà mình trộn này á thì cái cơm nóng nó sẽ bay hơi ra bớt, thì từ cơm nóng nó sẽ trở thành là nó hơi ấm ấm. Mình cần cái cơm ấm này để mà mình làm cái cuộn rong biển ha. Rồi đây là lá rong biển nè các bạn. Thường cái lá này nó sẽ có hai mặt, một mặt nhám và một mặt bóng. Các bạn sẽ để mặt bóng ở bên ngoài và mặt nhám ở bên trong. Rồi mình để theo cái chiều như thế này nha các bạn. Đó, đây là cái mặt nhám nè. Bạn chia cái chiều ngang của cái lá này ra làm ba và bạn cắt bớt đi một phần nhỏ đi. Đó. Trang làm như vậy tại vì Trang không có ăn nhiều cơm á các bạn, thì cái cuốn của mình nó cũng vừa phải nữa. Còn nếu mà mình để nguyên lá thì một lát nữa mình phải bỏ rất là nhiều cơm. Rồi cái tay của mình á lúc nào cũng phải có một cái tô nước kế bên. Khi mà mình lấy cơm á, mình nhắm cái tay mình nước để mình lấy cơm nó không có bị dính vào tay. Rồi mình lấy một cái nấm như thế này và mình tráng đều ra cái lá nori nè, nhất là những cái góc cạnh á là phải có đều cơm. Các bạn sẽ không có nhấn mạnh nha, không có đè lên cơm, mà mình chỉ giống như là mình trải 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 ra thôi, nhẹ tay chứ mình không có press, không có ép vô. Cái lá ban nãy em cắt ra đó, Trang sẽ để lên trên cái cơm này. Rồi tiếp theo sẽ cho bơ vào nè. Đó. Cá hồi. Mình cuộn như vậy là đã được cái cuộn ok rồi đó bạn. Nhưng mà Trang thì thích ăn thêm một ít cái cải mầm này nữa, Trang để ở đầu này để lát nữa mình cắt ra nó cũng đẹp nữa. Rồi như vậy thôi ha. Mình cuộn lại nè. Đó, mình cuộn vừa vô cái mép này, thấy các bạn thấy không? Là vẫn còn cái mép cơm á. Rồi, chỉ cần một cái dòng như vậy thôi, rồi mình lấy cái cơm, mình một ít cơm mình để vô cái mép này mình dán lại là nó sẽ dính ha. Mình đừng có ép mạnh quá, tất nhiên là mình cũng phải ấn ép một chút xíu nhưng mà đừng có đè đè quá là nó sẽ bị nó phải bị lòi cái nhân của mình ra ngoài luôn á. Rồi, cắt làm đôi nè. Con dao của mình cũng phải thấm ướt nha các bạn. Cái khăn ướt mình thấm hoặc là Trang thì Trang để vô cái vòi nước luôn. Rồi, đó. Cắt ra cứ một nhát cắt là mình phải làm ướt lại con dao của mình chứ không là nó sẽ bị dính nha. Cứ cắt một cái là mình phải làm ướt dao một lần. Đó. Trang cắt cái này làm ba. Hồi nãy Trang cắt làm đôi không có đều á. Cho nên cái này Trang sẽ cắt ra làm tư. Rồi. Miễn sao được đẹp là được rồi ha, đâu cần phải đều nhau như ngoài nhà hàng đâu. Đó. À, các bạn thấy nó đẹp không? Tiếp theo là sushi cuộn tay. Mình cắt cái lá rong biển này ra làm hai nha các bạn, làm đôi. Tay mình sẽ lấy một cuộn cơm mỏng như nhỏ như vậy nè. Rồi mình ép lên. Đó. Mình đi xéo xéo vậy nè các bạn, sau đó mình sẽ lấy tay mình ấn ra hai bên. Thì ở trên á các bạn ấn rộng ra và cái đuôi ở dưới các bạn đừng có dẹt ra nha. Mình chỉ dẹt cái ở trên giống như nó ra được cái hình giống như hình tam giác vậy đó. Đó. Sau đó thì mình sẽ cho lên đây một ít wasabi nè, mù tạt. Tùy các bạn ăn nhiều hay ít nha, Trang thì ăn quen rồi cho nên Trang sẽ để nhiều một chút. Sau đó là cá hồi nè, mình để lên. Bơ. Cái này thì tùy lựa chọn của các bạn thích ăn gì thì mình bỏ cái đó ha. Trang cũng chỉ bỏ hai nguyên liệu cơ bản này vô thôi. Chủ yếu là mình coi cách làm nè các bạn. Đó. Sau đó thì mình sẽ cuộn lại.
ở nhà mình cuộn thì mình cuộn cái cuộn nó rất là mập ha, nhân nó nhiều á so với nhà hàng, nhưng mà ăn như vậy nó mới ngon. Lát nữa mình sẽ cắn vào cái nhân nó sẽ rất là ngon. Các bạn gặp lại, cố gắng để cho cái mép mà mình gặp lại á, nó dính vào cơm, dính vào cái phần cơm mình trải hồi nãy á, rồi cuốn lại đó. Cái đuôi này mình sẽ cho một ít cơm lên để dán lại. Các cái sushi chef á, những cái bước này người ta làm quen rồi, người ta làm rất là nhanh đó, cưng chưa? Rồi tiếp theo Trang chỉ cho mọi người cách làm cái trứng cuộn nha. Trang làm một cái cuộn nhỏ vậy thôi. Đầu tiên là đập hai quả trứng nè, cho một xíu muối và tiêu vào. Chồng Trang thì không ăn được cái vị ngọt ngọt đường của cái trứng Nhật á, cho nên là Trang không có cho đường. Dĩ nhiên mấy cái này mình nêm là tùy theo khẩu vị của gia đình mình thôi ha. Chủ yếu mình coi cái cách làm, chứ còn nêm thì dĩ nhiên mình phải nêm theo ý thích của mình. Rồi như vậy thôi. Trang có canh miso, có cái nước dashi stock thì các bạn cho vô một muỗng canh nữa. Dashi stock thì nó chỉ các bạn làm trong cái clip của súp miso rồi đó. Rồi như vậy là được ha. Khi mà chảo mình bắt đầu nóng rồi á, thì mình sẽ cho vô đây một chút xíu dầu, một chút xíu thôi các bạn ha. Mình tráng đều ra. Nếu được thì mình lấy cái khăn giấy á, cái giấy bếp, bếp giấy ăn á, mình tráng qua để cho nó hút bớt cái dầu đi. Rồi khi mà dầu nóng thì mình sẽ cho vô một ít trứng nè. Rồi mình tráng đều ra một lớp mỏng thôi. Đó, khi mà các bạn thấy trứng mình nó khô lại, không cần phải khô hết đâu nha, ở trên nó còn tí nước trứng cũng được. Đó, mình sẽ gập hai cái đầu lại và mình cuộn lại nha các bạn. Đó, mình cứ gập lại thôi, không có cần phải hoàn hảo đâu nè. Đó, rồi mình đẩy lên. Cho thêm một ít chút xíu dầu vô cái chảo, rồi cho cái phần trứng tiếp theo vô, cũng một cán một cái lớp mỏng như vậy đó. Đó. Rồi các bạn cũng để một chút xíu, khoảng chừng 30 giây. Cần nó hơi, nó tạo được cái lớp trứng á, là mình có thể cuộn được rồi, không cần phải chín hết. Đó, tiếp tục cuộn, những cái lớp sau thì nó sẽ dễ cuộn hơn cái lớp đầu tiên. Rồi cho hết cái phần trứng còn lại vào luôn. Ở đây Trang chỉ làm hai trứng thôi. Rồi gặp lại luôn. Đó, mình để qua lại một chút xíu, lật qua lật lại chút xíu cho nó cứng cái trứng lại á. Rồi như vậy là xong món trứng cuộn nha. Trứng này nếu mà thích đó, thì mình có thể để cho nó nguội một chút xíu. Khi nó nguội rồi thì các bạn cắt á, nó sẽ đỡ bị vỡ hơn. Còn Trang thì ăn nóng cho nên là Trang cắt luôn. Cho nên lúc này nó còn mềm nè. Hấp dẫn quá. Mặt tê nó rất là thích ăn món này luôn. Rồi Trang sẽ chỉ lấy cái phần này thôi, còn cái phần kia Trang sẽ để lại, chỉ cho mọi người làm lại thêm một cái roll, một cái hand roll nữa nha. Đó, nóng thì hút khói luôn. Rồi Trang sẽ cho lên đây một ít cái sốt. Sốt này là sốt ăn đồ nướng các bạn, không cho cũng được, hoặc là cho ketchup, cho tương cà, tương ớt gì tùy mọi người. Rồi phần còn lại thì Trang sẽ cuộn lại thêm một cái cuộn nữa cho mọi người xem nha. Rồi tay mình sẽ làm ướt nè. Rồi mình sẽ cho một miếng cơm lên.
Cứ đụng vô cơm là tay phải ướt nha mọi người. Cứ nó khô là nó dính lên tay của mình khó chịu lắm. Đó, mình chải một lần mình thấy cái tay mình khô khô rồi đó. Mình lại nhúng cái tay mình vô nước. Rồi mình chét cơm tiếp. Lên một ít wasabi nè. Trứng. Rồi tương tự như lúc nãy nha các bạn. Cuộn lại nè. Đó cái mí này của mình á, cố gắng cho nó dính lên cái lớp cơm ở bên trên. Đó, rồi cuộn lại. Khi mà đã qua đây rồi thì mình cuộn nhanh tay qua luôn. Rồi dán mí lại nè. Rồi xong. Đó, hấp dẫn chưa? Cái này nó đã có wasabi rồi. Khi ăn á thì mình sẽ cho một miếng gừng lên. Trang thì thích cho miếng gừng và một xíu nước tương nữa. Đúng là đồ ăn ngon thì nó sẽ làm cho tâm trạng của mình cũng vui vẻ hơn đúng không? Rồi mời các bạn ăn tối nha. Các bạn có thể coi thêm cái clip làm súp miso để ăn kèm. Trang thì Trang ăn lúc này Trang cũng bỏ lên đây một chút xíu wasabi nè, một chút xíu gừng bạc, gừng. Đó, gừng ngâm chua. Rồi chấm vào một chút xíu nước tương, đừng chấm nhiều nha, chút xíu thôi. Đó. Măm măm. Tương tự cho sashimi, Trang cũng ăn như vậy luôn. Chứ Trang không có trộn nước tương với lại wasabi chung á. lấy tay. Sì bon, ngon không? Cá hồi mình giữ cho nó tươi thì nó không có một cái vị tanh nào hết. Kể cả con nít nó cũng ăn được luôn. Chứ mặt tên mà nó hơi tanh một xíu là nó sẽ không ăn được đâu mọi người. Rồi như vậy là Trang đã hướng dẫn xong cho mọi người cách làm sashimi và sushi roll rồi ha. Trang chúc mọi người sẽ làm thành công món này. Riêng có một cái lưu ý rất là quan trọng cho mọi người, đó là mình phải lựa được cái thực phẩm thật là tươi, ngon thì mình mới làm sashimi được nha mọi người. Mình mua trong ngày và mình ăn trong ngày luôn, chứ mình không để qua ngày hôm sau. Rồi cái thực phẩm đó, cái miếng cá đó lúc nào nó cũng phải nằm ở trong tủ lạnh nè. Mua về là bỏ vô tủ lạnh liền, rồi lấy ra cắt, nếu mà cắt xong chưa ăn liền thì lại lập tức đưa nó vô tủ lạnh lại. Nói chung là lúc nào nó cũng phải giữ lạnh, tại vì nếu mà với cái khí hậu nóng nực của Việt Nam nữa mà các bạn không ăn liền, có thể để ngoài chừng nửa tiếng một tiếng thôi là bắt đầu nó lên mùi và nó sẽ ăn nó rất là gì và này nọ luôn. Cho nên là cố gắng giữ cho nó giữ lạnh và tươi nha các bạn. Chúc các bạn thành công.